Thầy xin chào Vũ Huy Ngọc Dự. Thầy cho mình chờ một chút các bạn cùng vào. Hôm nay chúng ta sẽ sang cái nội dung kế tiếp. Hôm nay thầy cho mình vẫn phải chiến đấu nốt cái phần thầy chào Vũ Huy. Hôm nay còn mấy bài đi bé, thầy thấy tiếc quá. Thế thôi thầy cho mình cố gắng oánh nốt cho nó xong. Ta đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Cố lên. Cái khung chương trình của thầy cho mình học 20 buổi, nhưng mà trên thực tế ta cứ học đến khi nào ta xong hết nội dung kiến thức thì ta nghỉ. Nên các em cứ bình tĩnh học. Ví dụ như lớp KC B2, ta đã chương trình 20 buổi, nhưng mà bây giờ đã sang đến buổi 24, 25 rồi, ta vẫn học bình thường, các em không phải lo. Ơn hảo Vũ Huy, sao lại thế, em xuống bảng rồi phải làm việc chứ. Hiện tại có Trường Sơn, có bạn Nga, hôm nay lớp ta có thêm bạn Nga nữa, có một bạn nữ mới tham dự cùng. Có Trường Sơn, Ngọc Ngự, bạn Nga, Vũ Huy, bạn Thuận, ta chờ một chút nữa. Vũ Huy cũng làm quen với các bạn đi, không ngại quá. Được đấy. Ta chờ 1-2 phút nữa, đợi mọi người vào xong chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Hiện tại đã có 6 bạn rồi, ta đang còn có thiếu 5 bạn nữa. Để thầy hô hào 500 anh em vào cái, mọi người lại không biết giờ vào để quên mất rồi. Mọi người thấy Vũ Huy kêu thế thôi, Vũ Huy cốt ngầu lắm. Để không thi được rồi. Ta có Chiến, Vũ Huy, Ngọc Dự, bạn Nga, bạn Trường Sơn, mới được có 7 bạn. Ta chờ một chút nữa đợi các bạn vào nhé. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục với cái chủ đề các bài toán duyệt đồ thị với kết hợp với cấu trúc dữ liệu cơ bản và nâng cao. Ở trong cái phần này thì hôm trước ta đã giải thuật sử dụng giải quyết được một số các cái bài tập về duyệt đồ thị kết hợp với các cái cấu trúc dữ liệu. Đấy. Đấy, có Trường Sơn này. Chờ 1-2 phút nữa mọi người cùng vào. Buổi tối đến tầm này thầy bắt đầu rảnh rỗi rồi, thì thầy cho mình học hành thoải mái hơn. Rồi hôm nay ở trong cái chủ đề hôm nay thì thầy trò ta sẽ tiếp tục với cái nội dung về chủ đề đồ thị. Ở chỗ em Nga thì thầy đã gửi tới em cái file 3 của nội dung của lớp học. Thì em sẽ chuyển đến cái chương chương 2, bài toán duyệt đồ thị. Hôm trước chúng ta đang đến bài thứ bao nhiêu các bạn nhỉ? Ok, hôm trước ta đã là DFS TS à? Đây là bài bao nhiêu? Xin chào cô Nhung. Sẽ là ta vào cũng khá đầy đủ. Vâng, xin chào cô Nhung. Hôm nay chúng ta sẽ cứ tiếp tục sẽ đánh cho nốt xong nốt phần của đồ thị này trước khi ta chuyển sang phần khác nhé, đỡ phải lãng phí mất công thầy soạn bài rồi. Cái chương trình học của chúng ta cứ kéo dài vô tận, đến khi nào học hết cái chương trình thầy dạy thì ta sẽ hết khóa học nhé. Mọi người cố gắng học. DFS hôm trước, DFS
TK. Rồi. Hôm nay thầy trò mình sẽ tiếp tục cái bài số 86 nhé. Bài vé miễn phí. Cái bài về vé miễn phí này thì thầy lấy cái ý tưởng của cái bài toán tìm tìm đường đi ngắn nhất. Ở trong cái giải thuật sau này ấy, ta có cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Thì người ta có một cái bài là tìm đường đi ngắn nhất sao cho kết hợp với một cái vé miễn phí để sao cho tổng đường đi được là ngắn nhất. Thì rõ ràng các cái đường đi tốt hơn khi áp dụng vé ngắn nhất và vậy áp dụng một vé miễn phí, biết đâu nó lại không tốt bằng một cái đường đi có giá tổng giá trị to hơn, nhưng mà khi áp dụng vé miễn phí vào một cái đỉnh có trọng số lớn thì làm cho tổng đường đi nó sẽ bé hơn. Vậy thì ở cái bài toán vé miễn phí này nó lấy ý tưởng từ cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất với vé miễn phí đấy, thì nó thành một cái bài toán duyệt đồ thị trên bằng duyệt đồ thị theo chiều sâu. Bài này người ta phát biểu như sau: cho một cái đồ thị gồm có n đỉnh m cạnh, nó ở trong trang 159 nhé, cả nhà lăn chuột đến trang 159. Cho một đồ thị gồm có n đỉnh m cạnh, các đỉnh đánh số thứ tự từ 1 đến n, chi phí cái tức là cái vé đi vào tham quan giá là TI. Bạn vì tham gia cái chương trình này đợt này thì các bạn nhận được một cái vé miễn phí để dùng thăm một cái đỉnh nào đó và chỉ được dùng một lần thôi. Bây giờ công việc của các em đó là hãy thăm hãy tìm một cái vùng liên thông mà có nhiều đỉnh nhất và sử dụng vé miễn phí để tổng chi phí là nhỏ nhất. Như vậy bài này thì thầy trò mình thấy là có hai việc phải làm. Việc thứ nhất là ta phải tìm được cái vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất. Để tìm được tất cả các vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất thì như lần trước thầy có đề xuất ta sử dụng cái hàng đợi ưu tiên để lưu tất cả các vùng liên thông, thì những cái thằng nào mà có nhiều đỉnh nhất nó sẽ nổi lên trên đấy. Sau đó cứ với mỗi vùng yêu chưa, với mỗi cái thằng ở trên top đấy ta lấy nó ra thì ta duyệt qua tất cả các đỉnh lân cận nằm trên vùng liên thông đấy. Trên thực tế mình cũng có thể sử dụng ngay cái thằng hôm qua code hôm trước thì thấy bạn nào sử dụng thằng Mark Element nhỉ? Bạn nào mà sử dụng Mark Element để trả về kết quả nhỉ? Đây. Đấy, vì mình lưu nó trên một vector nên mình có thể tìm được dễ dàng tìm được một cái giá trị lớn nhất trên cái đỉnh đấy, trên một cái vector đấy. Vậy thì với cái mình đang luôn ừ. Bài của ta đâu các bạn nhỉ? Thầy click chuột hai bài phép. Đây, bài 86. Bây giờ thì ta sẽ phải làm một cái việc rất quan trọng, đó là liệt kê ra tất cả các cái vùng liên thông mà có nhiều đỉnh nhất. Ở trên một đồ thị thì có thể là ví dụ như cái đồ thị này thì ta dễ dàng ta nhận thấy rằng là vùng liên thông của nó chỉ có một cái vùng là một, đây cái vùng này có nhiều đỉnh nhất là nó có 5 đỉnh. Trong 5 đỉnh này thì ta nhận thấy đỉnh 1 này, đỉnh 2 này, đỉnh 5, 3, 4, đỉnh 5 này, đỉnh 6 này, 7, 8, 9, 10. Đây, đấy là chi phí các đỉnh này. Vậy thì nếu mà áp dụng vé miễn phí trong các cái đỉnh trong vùng liên thông này, các bạn hãy comment cho thầy biết các em sẽ áp dụng vào đỉnh nào, vé miễn phí vào đỉnh số mấy. Nào mọi người, thầy mong nhận được câu trả lời của mọi người nào. Hãy cho thầy biết nếu thầy áp dụng vé miễn phí cho các vùng liên cho cái vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất này thì thầy sẽ áp dụng vé miễn phí vào đỉnh nào.
để có tổng chi phí cho cái vùng này là rẻ nhất. Thuận cho rằng đỉnh 6 áp dụng cho chi phí đỉnh 6 1 2 3 4 5 6, à tức là bạn bỏ thằng này đi đúng không? Đúng rồi, bởi vì trong các cái đỉnh mà nằm trong vùng liên thông 1 2 5 6 10 thì cái đỉnh có giá trị 4 này là cái đỉnh có trọng số lớn nhất. Và khi mình áp dụng vé miễn phí ở cái đỉnh có chi phí lớn nhất thì chứng tỏ chi phí còn lại nó sẽ rẻ hơn, rẻ nhất mà ta có thể thu được trên cái vùng đấy. Rồi, với cái tư tưởng như thế chắc các em cũng đã hiểu bài rồi đúng không? Đã hiểu đề rồi. Vậy thì ở đây thầy trò mình sẽ giải quyết nó luôn. Để em vẽ lại cái hình nha. Để vẽ một cái hình mà lôi đi dùng được bao nhiêu bài. Nè, kinh nghiệm khi xin test. Nhìn trên đồ thị lên trên thì ta nhận thấy cái vùng liên thông này có nhiều đỉnh nhất. Lưu ý rằng ở các bài toán khác có thể có nhiều vùng liên thông có số lượng đỉnh bằng nhau nhá. Các vùng liên thông có số lượng đỉnh bằng nhau và là nhiều nhất. Đấy, số lượng đỉnh bằng nhau và nhiều đỉnh nhất. Vì bây giờ thầy lấy một cái ví dụ như thế này để thầy cho các bạn mô tả dễ hơn. Rồi bây giờ thầy cho mình bắt đầu thử cái đồ thị nhé. Bây giờ đồ thị của mình, bây giờ thầy có cạnh 1, 2 này, cạnh 1, 3 này, rồi cạnh 5, 4, 5 này, cạnh 5, 6 này, rồi cạnh 7 với cạnh 8. Đấy chẳng hạn. Với đồ thị này thì ta nhận thấy rằng có hai vùng liên thông có số lượng đỉnh bằng nhau và là nhiều nhất. Đấy, đây là một đồ thị nhé. Đấy. Và từ đấy ta nhận thấy rằng là nếu thầy sử dụng một cái hàng đợi ưu tiên để thầy lưu thì thầy lưu thứ nhất trọng số là 3 là số lượng đỉnh. Thì trên thực tế thì mình cũng có thể lưu số 3 cũng không cần, bởi vì cái thằng kích cỡ của cái vector này đó chính là số lượng phân tử trong vector này đó chính là các đỉnh trong vùng, số lượng đỉnh trong vùng liên thông đấy. Cần thiết thì các bạn lưu số 3 vào để lưu trọng số cũng được. Thông thường thầy sẽ lưu số 3 này và sau đó thầy lưu thêm chỉ số 1, 2, 3. Rồi sau kế tiếp nữa thầy lưu số 3 với chỉ số là 4, 5 và 6. Sau đó thằng 7, 8 thì thầy lưu trọng số bằng 2 và sau đó thằng 7 và thằng 8. Đấy. Như vậy thì cái hàng đợi ưu tiên của thầy, thầy sẽ lấy thằng này. Thằng này là thằng top, thằng trên cùng của cái hàng đợi ưu tiên. Và thứ tự của nó đang được sắp xếp giảm dần theo cái cột này. Đấy. Bây giờ thầy lấy thằng này ra, cứ với mỗi thằng này thì thầy sẽ đi tìm giá trị lớn nhất của thằng này. Đấy. Thầy tìm giá trị lớn nhất trong các thành phần của nó, thầy sử dụng thằng max element. Và khi đó thì thầy nhận thấy rằng chi phí của thầy sẽ áp dụng cho cái giá trị lớn nhất của nó. Vậy thì ta sẽ nhận thấy rằng tổng chi phí của thằng này trừ đi thằng max thì đó chính là kết quả của bài toán. Người ta hỏi rằng là tổng chi phí tốt nhất mà. Vậy thì trong các vùng liên thông này thì nó lại rơi ra có thêm một trường hợp nữa. Đó là trường hợp có hai vùng liên thông có số đỉnh bằng nhau và khi áp dụng vé miễn phí thì trọng số nó cũng bằng nhau. Đấy. Và dẫn đến là ta phải đưa liệt kê tất cả các đường lên. Vậy thì từ đó sẽ nhận thấy rằng nếu bài này các bạn sử dụng hàng đợi ưu tiên để lưu các kinh nghiệm tốt nhất cho nó nổi lên trên thì đó là một điều vô cùng thuận lợi. Thế với cái sự giải thích như trên thì đầu tiên thầy gửi lại cái đường link của cái trang này. Nếu bạn nào mà có lỡ quên mất cái đường link của cái trang vẽ cạnh đồ thị thì các em nhớ cái nhé. Còn muốn sử dụng đồ thị cạnh có hướng thì các bạn chọn thẻ direct là có hướng đây. Undirect là không có hướng, có hướng. Undirect là không hướng, direct là có hướng nhé. Rồi, kế tiếp thầy trò mình. Bây giờ các bạn hãy comment cho thầy biết bạn nào đã làm được bài số DFSTK rồi, comment cho thầy số 1 nào. Bạn nào làm bài DFSTK rồi, hãy comment số 1. À, quên trước khi
Đấy, thầy cho mình. Rồi, hiện tại có bạn Thuận đã làm được bài này. Các bạn khác thì sao? Ta đang có 10 người ở trong lớp mà. Hãy cho thầy biết các em đã làm bài số 86 chưa? Hiện nay thì thầy mới nhận được cả hai câu trả lời của Trường Sơn với Thuận. Trong đó trả lời rằng là có mỗi Thuận làm cái bài DFSTK. Rồi. Vậy thì ở cái bài toán này thì ta nhận thấy như thế này. Đề bài người ta quay trở lại đề bài người ta yêu cầu là đi vào vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất và sử dụng vé miễn phí để tổng chi phí là nhỏ nhất. Cái người ta yêu cầu là liệt kê các đỉnh được thăm nhiều nhất. Tổng à quên, cái này không phải đưa ra tổng được thăm nhiều nhất mà đưa ra các số các đỉnh mà tìm được thì chữ tìm được ấy. Và tổng chi phí nhỏ nhất tìm được. Đấy. Số đỉnh. Số lượng đỉnh nhỉ? Số lượng đỉnh ở trong vùng liên thông đấy và tổng chi phí nhiều nhất. Tổng lại vẫn thể sử dụng này. Số đỉnh được thăm nhiều nhất và tổng chi phí. Vậy số đỉnh để thăm nhiều nhất ở trên cái đồ thị này đó chính là cái vùng liên thông này. À, là cái vùng này. Nó trả về bằng 5. Và chi phí nhỏ nhất thu được là bằng 8, nó sẽ là bằng 1 cộng 2 cộng 2 cộng 3 thì nó sẽ bằng là 4 cộng 3 bằng 7 cộng 1 bằng 8, vậy chi phí nó bằng 8. Đấy. Vậy tới đây chắc các bạn đã hiểu đề bài rồi đúng không? Vậy thì ở trong bài này thì cũng giống như các bài khác thì việc lưu các đỉnh ở trong các vùng liên thông thì chứng tỏ bài toán này nó không liên quan tới đường đi. Các bạn có thể sử dụng đi do set hoặc sử dụng một cái set để lưu các trong quá trình xây dựng đồ thị ta sẽ lưu nó luôn, hoặc là các bạn trong quá trình dùng như khi nãy thầy đề xuất ta sử dụng hàng đợi ưu tiên để lưu đỉnh và danh sách các đỉnh với thứ tự ưu tiên. Là giảm dần theo thằng red. Đấy. Ở đây thì thầy cũng có đường link ở bên VNOI về hướng dẫn sử dụng cái hàng đợi ưu tiên. Đấy. Và khi sử dụng hàng đợi ưu tiên hôm qua ở trong code bài làm thì thầy có một số bạn đã cài đặt hàng đợi ưu tiên dùng rất hay ở trong code chương trình. Đấy. Vậy thì bây giờ ta quay trở lại bài toán này. Người ta hỏi vùng liên thông nào có nhiều đỉnh nhất. Nếu mà ta đẩy tất cả các đỉnh này vào trong một hàng đợi ưu tiên thì cái hàng đợi ưu tiên đó nó các hàng đợi các vùng liên thông có số lượng đỉnh nhiều nhất nó sẽ nổi lên trên nhé. Rồi bây giờ ta sửa lại một chút từ bài trước. Nếu mà chứ không sử dụng hàng đợi ưu tiên thì ta cũng phải sẽ phải thực hiện cái công việc lần lượt là đẩy tất cả các đỉnh trong vùng liên thông vào một mảng. Sau đó ta duyệt trên cái mảng này. Sau khi DFS xong cái đỉnh Y này thì ta thu được cái mảng C lưu danh sách các đỉnh các vùng liên thông. Bây giờ người ta hỏi là tính tổng các chi phí. Nếu mà làm theo như này thì quay lắm. Không. Để cho mình phải sử dụng công cụ mạnh. Công cụ thứ nhất, ta sẽ sử dụng hàng đợi ưu tiên để lưu với thứ tự ưu tiên giảm dần. Đấy. Ở đây các bạn là sử dụng set hoặc đi do set hoặc là sử dụng ngay một cái mảng một chiều cũng được nhé. Tuy nhiên ở bài toán này ta sử dụng thằng priority queue để lưu trữ nó. Với cái ý tưởng của chúng ta sẽ là thực hiện như sau. Ta thực hiện duyệt lần lượt qua các vùng liên thông. Rồi với mỗi vùng liên thông ta sẽ đẩy cái thằng red và danh sách đỉnh
vào một cái query priority queue, thầy gọi nó PQ, thầy hay gọi nó là PQ priority queue, hàng đợi vào, hàng đợi ưu tiên, thầy gọi nó là PQ nhé. Thì cái mà thầy sẽ đẩy 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 với theo với sự ưu tiên là thằng Z đấy. Rồi, thực hiện như vậy ở bước 1. Vậy ý tưởng của ta, bước 1 đọc dữ liệu và xây dựng đồ thị. Để xây dựng đồ thị thì như từ hôm trước đến giờ thì ta có hai trường phái, một là sẽ sử dụng ma trận kề, hai là sử dụng danh sách cạnh. Đó là hai cái trường phái, danh sách kề là hai trường phái hay được sử dụng, và khuyến cáo các bạn nên sử dụng danh sách kề. Bước thứ hai, ta thực hiện duyệt qua lần lượt các vùng liên thông. Cứ mỗi vùng liên thông thì ta sẽ thực hiện đẩy Z và danh sách các đỉnh trong vùng liên thông đó vào cái hàng đợi ưu tiên. Bình thường mình là C cộng cộng K bằng U, thì bây giờ mình sẽ nối tất cả các cái đỉnh U đó vào một vector, và tí nữa mình sẽ put thằng Z và thằng vector đó vào trong cái priority queue với thứ tự ưu tiên là cái tham số Z nhé. Vì như vậy thì sau khi thực hiện như trên thì cái ta thu được là một cái PQ, priority queue, mà các vùng vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất sẽ nổi lên trên. Các vùng liên thông có nhiều đỉnh nhất sẽ nổi lên trên. Và bây giờ thì ta sẽ thực hiện hai việc. Trên thực tế thì khi trước đây ấy, thì khi mà thầy lưu red và thầy lưu các đỉnh vào của vùng liên thông đó vào, thường thầy hay có một cái thói quen là thầy lưu luôn tổng trọng số của nó. Bởi vì khi mình xây dựng được các đỉnh vùng liên thông thì mình tính luôn tổng trọng số của nó cũng được. Đấy. Nhưng mà ở với một số bài toán khác ấy, ngoài việc người ta hỏi trọng số ra, người ta hỏi số lượng đỉnh ra, người ta còn yêu cầu liệt kê các đỉnh nữa. Do đó thầy về từ sau sau này thì thầy gặp cái lớp bài toán đấy, thầy toàn hút các đỉnh, bởi vì khi có các đỉnh rồi thì việc tính các trọng số là nó vô cùng dễ dàng. Ta cứ for từ đầu đến cuối để cộng nó vào trong biến S là xong. Trong đó S là tổng cái chi phí của các cái đỉnh này. Các chi phí của mình nó nằm ở trong mảng A này nhé. Đọc nó vào mảng AI. Hôm trước thấy băng sử dụng là nói đến băng, thấy băng vào chưa nhỉ? Băng lại chạy đâu mà quên băng không thấy theo rồi. Thì ta thấy có bạn sử dụng mảng W nói về cân nặng nhỉ. Đấy. Ta thu được một cái priority queue mà các vùng liên thông đó có nhiều đỉnh nhất sẽ nổi lên trên. Bây giờ thì ta thực hiện là duyệt, ta sẽ lần lượt lấy các đỉnh ở trên top của PQ này. Ta lần lượt lấy các đỉnh ở trên top của PQ mà nó có bằng cái giá trị bằng red đấy. Và cái red kết quả đó là số lượng vùng liên thông nhiều nhất thì thầy gọi nó là red không nhé, mà bằng red không. Rồi ta lần lượt lấy các đỉnh ở lấy các cái nốt, các cái phần tử mà ở trên top của priority queue, thì khi đó ta thực hiện các cái việc như sau. Việc thứ nhất, ta tính tổng trọng số của các cái đỉnh này. Này, đồng thời trong quá trình tìm tổng trọng số thì ta cũng phải tìm luôn thằng rờ mắt là trọng số lớn nhất của đỉnh nào đó, của đỉnh trong vùng liên thông. Ví dụ như đỉnh này có ta có 3 đỉnh, đỉnh có các trọng số là 7, 2 và 8. Thì rõ ràng sau khi chạy xong tính tổng ra được là thầy có 7 cộng 2 cộng 8 là nó sẽ bằng là 17.
Và thầy thấy rằng là trọng số lớn nhất của nó bằng 8. Tức ta phải tìm trọng số lớn nhất, bởi vì tí nữa mình ốp ngay con vé miễn phí vào cái nơi mà vé giá vé đắt nhất. Đấy. Thì khi đó cái kết quả của ta sẽ là bằng cái tổng S, là thằng S trừ đi thằng R max. Thì khi đó ta đây ta không sử dụng từ Z nhé, ta dùng kết quả, bởi vì cái biến Z nên mình dùng cho này. Như vậy thì ta thu được rằng S là kết quả của bài toán. Vậy thì đề bài người ta yêu cầu là hãy đưa Z và thằng đưa kết quả ra, đó chính là cái kết quả của bài. Như vậy để sang bước thứ ba. Đấy, nhưng mà làm như thế này thì mọi người thấy nó chỉ đúng trong một trường hợp, cái đồ thị của mình chỉ có một vùng liên thông duy nhất mà có số lượng đỉnh là nhiều nhất. Nhưng khi gặp phải đồ thị có hai vùng liên thông mà có số lượng đỉnh bằng nhau thì cái giải thuật này nó chỉ đưa ra được cái một cái hàng ở bên trên, mà cái hàng đó chưa chắc đã là tốt nhất. Mà ta nhận thấy rằng cái lần lượt các cái đỉnh này này, sau khi ta tính S là tổng của các trọng số, R max là trọng số lớn nhất, thì kết quả của nó là bằng S trừ R max. Thì đây là cái kết quả. Tuy nhiên người ta yêu cầu là để chi phí nhỏ nhất nhé, để chi phí nhỏ nhất thì khi đó ta sẽ phải thực hiện là lấy cái nhỏ nhất trong các cái thằng kết quả này. Vậy thì ta sẽ thực hiện cập nhật cái thằng R min sẽ là bằng min của thằng kết quả, thằng R min với thằng kết quả. Đấy. Lưu ý rằng thằng R min, R max, thằng S là tổng các giá trị của các đỉnh. Nếu ai người ta cho 10 mũ 9 thì các cái biến kết quả, biến S và biến R min nó phải là kiểu dữ liệu long long để tránh bị mất các cái test nhé. Thì cập nhật R min đây được gọi là tổng bé nhất, tổng nhỏ nhất cần tìm. Với một cái bài toán mở rộng hơn thì tốt nhất chỗ này ta không nên sử dụng cập nhật R min như trên, mà ta sẽ thực hiện như sau. Ta gọi R min là tổng giá trị nhỏ nhất cần tìm. Thì khi đó ta sẽ thực hiện cái công việc là nếu ta sử dụng so sánh đi cho nó nếu R min mà lớn hơn cái thằng kết quả, thì khi R min mà lớn hơn thằng kết quả thì chứng tỏ rằng ồ, cái cấu hình đang lưu ở trong cái top của cái priority queue này nó là một cái nghiệm tốt, tốt hơn. Vì nó là tốt hơn nên ta sẽ lưu các cái đối tượng này. Vậy cái ta cần lưu là gì? Như ta khi nãy ta nói, ta sẽ lưu thằng Z và danh sách các đỉnh trong vùng liên thông đó vào một cái priority, vào cái sau đó ta thực hiện đẩy các cái thằng này vào một cái PQ khác. Đó, ví dụ như thầy gọi nó là PQ2 chẳng hạn. Ở đây là cái này dùng để lưu nghiệm. Rồi. Rồi sau khi đẩy cái thằng này vào xong thì đồng nghĩa với việc là ta cũng phải cập nhật luôn thằng rmin là bằng thằng kết quả. Ở bài toán này thầy trò mình chưa có nhu cầu liệt kê các vùng liên thông thỏa mãn điều kiện bài toán, nhưng ở với các bài toán khác thì ta cần nó. Do đó chỗ này ta làm quen luôn với việc sử dụng cái priority queue để lưu ngoài trọng số lưu ra các đỉnh. Có bạn bảo thưa thầy để em DFS lại để đưa ra cho nó nhanh có được không? Như thế thì chi phí nó quá lớn. Việc ta chỉ việc DMS một lần duy nhất để thu được các nghiệm, thì ta đẩy được các nghiệm đó theo thứ tự ưu tiên rồi, thì cái việc lấy lần lượt các đỉnh đó trong thứ tự ưu tiên ra thì nó nhàn hơn nhiều so với việc chỉ rẻ hơn nhiều so với việc ta lại DMS lại từ đầu để thực hiện bài toán, và cái thuật toán của mình trông nó rõ ràng hơn. Rồi thực hiện xong cái việc này thì ta pop ta xóa cái đỉnh trên cùng của thằng priority view ra.
Thì bằng cái thủ tục POP nó ra là được. Vậy với cái tư tưởng như trên thì ta nhận thấy rằng sau khi thực hiện xong thì ta thu được một cái thằng PQ2, đó là red lưu giá trị. Cái thằng danh sách các đỉnh, các vùng liên thông nó là cái các đỉnh mà có khi áp dụng vé miễn phí thì tổng trọng số của nó là rmin. Vậy thì ta sẽ đưa rmin ra. Vậy thì kết quả của bài toán thì ta sẽ thực hiện đưa thằng rmin, đưa thằng khi nay ta có red là số lượng đỉnh, red này lấy của thằng top nhé. Đấy, thằng trên cùng, và thằng rmin ra. Đấy. Vì Z thì nó lưu đưa số lượng đỉnh ở đây nên nó là cái thằng tốt nhất, mà những cái thằng tốt nhất thỏa mãn điều kiện gấp nó sang OTP mới. Thực tế cũng không phải gấp sang OTP, gấp nó sang một cái queue cũng được, hoặc là put nó vào một cái vector cũng được, nhưng tiện thể nó đang cùng cấu trúc với thằng PQ thì ta khai báo luôn một cái biến khác đẩy nó sang đấy. Việc đẩy một phần tử vào queue và lấy một phần tử ra chi phí rất rẻ và các em hoàn toàn có thể dùng nó được. Rồi, đó là ở bước 3 ta sẽ thực hiện như trên. Còn với bài toán mở rộng hơn nữa, nếu rmin nhỏ hơn kết quả, người ta hỏi chi phí đúng rồi, chỗ này cảm ơn. Rmin phải nhỏ hơn kết quả. Thầy đang rmin nhỏ hơn kết quả. Rmin phải lớn hơn kết quả chứ. Khi rmin lớn hơn kết quả thì kết quả của nó mới là thằng bé hơn. Và cái ta đang muốn tìm cái chi phí bé nhất mà. Thì gắn rmin bằng kết quả. Thầy tí nữa thầy cũng đảo ngược theo. Các bạn chờ thầy một tí nhé. Rồi ta tiếp tục các bạn nhé. Rồi như vậy thì với cái tư tưởng như trên thì ta nhận thấy rằng nếu biết áp dụng cấu trúc dữ liệu vào cho các bài toán đồ thị thì ta nhận thấy rằng cái việc truy vết nghiệm, việc tìm một cái thằng tốt nhất trong những cái thằng đấy nó vô cùng nhàn. Và cụ thể với những cái bài toán nào mà có nhu cầu đưa ra liệt kê những cái thằng mà cùng thỏa mãn điều kiện tốt nhất ấy, thì việc sử dụng cấu trúc dữ liệu vào nó thuận lợi lắm. Chứ thay vì việc mà để đi ta lại DFS lại phải duyệt lại đồ thị rồi lại tính trọng số rồi lại nếu nó bằng thằng kết quả thì đưa nó ra, thì cái quá trình nó kiểu giống như ta chạy lại lần thứ nhất để thu được những thằng đó ta tìm thằng tốt nhất, xong lại chạy lại lần thứ hai để những thằng nào vào bằng thằng tốt nhất thì lại cập nhật đưa nó ra, thì đó không phải là cái cách làm việc. Cách của chúng ta là làm ra để chọn ra những thằng tốt nhất để đẩy ra ngoài, và những thằng nào đã được chọn thì nó sẽ nổi lên trên, thì đó chính là nghiệm tốt nhất của mình. Và nghiệm với cái nghiệm tốt nhất đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được với cái độ phức tạp của toán rẻ hơn nhiều.
Bởi vì khi lấy một phần tử, put một phần tử vào trong protein thì mất độ cao của cây. Đó, độ cao của cây, số lượng nghiệm. Và ta thấy rằng là chi phí của nó rẻ hơn rất nhiều. Rồi bây giờ thầy sẽ chụp lại cái ảnh về này để gửi tới các bạn. Đó, bài rồi ở cái bài DFS này hiện tại có bạn nào cài đặt được nữa thì các bạn comment cho thầy số 1 để thầy biết nào. Hiện tại thì thầy thấy nhận được mới 2 câu trả lời của Trường Sơn và Thuận. Rồi các bạn ấy bây giờ ta sẽ thực hiện là lấy một bài làm của một ai đó, một cô tốt và siêu phàm nhé, cả nhà cùng làm luôn nhé. Ta lấy cốt của Thuận nhé. À, không biết phải lấy trong penalty hay là lấy trong này. Ta thấy có Tất Thành này, Chu Minh này. Rồi ta lấy có Chu Minh. Ở Chu Minh hôm nay vào chưa nhỉ? À thế thì mình đây rồi. Để chỗ bên kia Nga cũng sẽ làm luôn anh nhé. Người ta lấy bài của Chu Minh. À, trước khi thầy mở ra thầy sẽ gửi tới các bạn bài phải làm của Chu Minh, mọi người cùng tham khảo. Mọi người lấy ngay code ở trong nhóm nhé. Nga hình như ở trong nhóm này rồi nhỉ? Để mới đã thêm Nga vào đây chưa? Mình nói đây để thầy thêm Nga vào cho anh. Rồi bây giờ ta sẽ cùng xem cốt bài làm của Chu Minh về với bài toán này. Ta bắt đầu quan sát từ dưới lên trên. Bạn sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các vùng liên thông và thực hiện đếm. Trong thực hiện xong thì bạn thực hiện là đi tìm cái thằng lớn nhất trong thằng đó, và sau đó kết quả của bài toán đó chính là thằng tổng trừ đi cái thằng tạm đấy, sau đó đưa kết quả ra đấy. Rồi theo tư tưởng rất tự nhiên đấy, ta duyệt qua tất cả những cái đỉnh trong cái vùng liên thông rồi thực hiện là cái quá trình này là cái quá trình tìm cái đỉnh có tổng chi phí lớn nhất đấy, sau đó kết hợp với việc tính tổng đấy. Sau đó duyệt qua tất cả các đỉnh lân cận và nếu đỉnh nào chưa thăm thì ta thăm đỉnh đấy. Đó là tư tưởng của Chu Minh. Đây phục vụ thiếu gì rồi. À, như vậy thì ta sẽ thực hiện là cái rồi như vậy ta có tư tưởng đầu tiên là tư tưởng lần lượt với mỗi cấu hình ta sẽ cập nhật tìm ra thằng lớn nhất, kết quả của bài toán trừ đi thằng lớn nhất đó chính là kết quả của bài làm đấy. Nghĩ ra một cách rất ngây thơ và đơn giản, chúng mình làm rất hiệu quả đấy. Rồi ta sẽ xem tham khảo một cốt bài làm của các bạn khác. Thì cũng nhận bài làm của Sơn. Sơn hôm nay đi đâu mà thấy im lặng thế nhỉ? À đây Sơn đây. Thấy Sơn nộp bài rồi mà sao hôm nay im lặng thế? Hôm nay Sơn lại sống lại ấy à, hướng nội.
Thầy gửi tới tiếp các em bài làm của bạn Sơn. Rồi. Bây giờ ta sẽ thực hiện như sau. Ta thực hiện là duyệt qua tất cả các đỉnh xây dựng đồ thị bằng ma trận kè. Đấy. Sơn chạy lên. Sơn ơi, thầy đã nhắc em một lần nữa, tuyệt đối khi đi thi không được sử dụng cái này em nhé. Tuyệt đối không được sử dụng cái này. Sơn nhé. Và thầy nhắc lại là hôm trước thầy nhắc không biết em có tập trung không. Nhưng mà ta chịu, các em khác cũng thế, tuyệt đối không sử dụng cái thằng này nhé. Ta chỉ sử dụng mỗi thằng INT main. Và cuối chương trình của mình có thằng return không. Đấy. Cái thằng return không này bắt buộc phải có nhé. Bài nào không có khi đi thi chắc chắn sẽ không điểm. Còn tại sao nó không điểm thì vì phần mềm chấm khi đi thi thì nó kiểm soát rất chặt các phiên bản thêm ít mới chấm ở trong các trình chấm sử dụng cái thằng này chắc chắn nó sẽ về không điểm dù thuật toán thi chấm thế nào thì chẳng hạn. Nên ta chỉ sử dụng mỗi INT main Sơn nhé. Rồi và cũng nhắc tiện thể đây cũng nhắc luôn các bạn rồi tư tưởng của bạn là ta bạn sẽ thực hiện khởi tạo là các đỉnh chưa tham duyệt qua tất cả các đỉnh thì các bạn sẽ thăm cái đỉnh đấy. Rồi. Sau đó trong quá trình duyệt thì bạn sẽ thực hiện là duyệt qua tất cả các đỉnh lân cận nếu tồn tại đường đi từ đỉnh này đến đỉnh kia và đỉnh kia chưa đi đến thì thực hiện là đẩy đỉnh đó vào trong vùng liên thông. Nếu số lượng đỉnh mà chưa ấy thì bạn lưu đỉnh này vào mảng D khác. Sau đó ta duyệt DFS. Chạy xong thằng này thì ta thu được mảng D khác, đó chính là cấu hình cuối cùng thu được. Cấu hình cuối cùng thu được. Nên cái bài làm của bạn rất phù hợp trong trường hợp nó chỉ có một nghiệm và bài toán không yêu cầu đưa ra các cấu hình thỏa mãn điều kiện. Còn nếu bài toán đưa ra cấu hình thỏa mãn điều kiện mà làm theo mô hình này thì ta buộc phải code thêm một cái DFS khác nữa. Để nếu DFS mà bằng thằng Z thì ta sẽ kết quả của nó mà bằng thằng tốt nhất thì ta đưa nó ra. Rồi, cách của Sơ làm đó là một cách và nó sẽ cũng đưa ra được trọng số. Tuy nhiên nó sẽ đưa ra được cái trọng số cuối cùng. Rồi ta cũng xem kết quả bài làm của các bạn khác ở trong nhóm mình. Minh Chu, Giang Thắng, Lâm Thế Anh. Ngoài băng ta xem bạn băng bạn làm thế nào. Thầy cũng gửi tới các bạn code của bạn băng, đây là của một cô gái của một bạn học lớp 10. Bạn này code cũng khá hay, thầy hay gọi bạn này là bạn băng băng. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện theo tư tưởng của bạn này, xây dựng đồ thị theo danh sách kè. Rồi, sau đó thực hiện cái công việc là duyệt qua tất cả các vùng liên thông. Bạn sử dụng thằng p.clear, các bạn đang sử dụng p là cái gì đây? Biến p của bạn là sử dụng một cái vector để lưu niệm. Một cái vector để lưu các đỉnh. Rồi bạn duyệt qua tất cả các đỉnh thì khi đó PU của bạn là P chấm sai, đó chính là số lượng nằm trong đỉnh. Số lượng các đỉnh trong vùng liên thông sẽ nằm trong cái vector này. Và nếu thằng này tự nhiều hơn Rmax thì Rmax bằng thằng đấy. Nếu U bằng Rmax thì Smax sẽ bằng là Smax với thằng Z. À có tức là trong khi đó bạn tính tổng luôn và khi đó trừ đi cái chi phí của cái thằng ấy cho mà thầy à R, chi phí lớn nhất trong các đỉnh trong vùng liên thông đó nó lưu ở cái thằng mới. Đấy. Rồi cập nhật lại kết quả. Còn bên trên còn gì không? Còn đây là giải thuật DFS. Bạn sẽ đi tìm giờ cứ với mỗi đỉnh bạn sẽ đi tìm giá đỉnh cái thằng mới là giá trị lớn nhất của cái trọng số trong vùng liên thông đấy. Đấy. Còn bạn tính Z là tổng tất cả các trọng số của một vùng liên thông. Đấy.
Và bạn đẩy U vào trong cái tơ đấy. Bạn duyệt qua tất cả các đỉnh kề của đỉnh U. Đấy. Đỉnh kề của đỉnh U. Nếu đỉnh này chưa đi đến thì bạn DFS đến đỉnh này. Tư tưởng DFS nó rất rõ ràng nhé. Và tí nữa thầy sẽ gửi tới, thầy cũng vừa gửi tới các em rồi bạn là bạn hỏi bằng bạn code rất hay. Rồi kế tiếp thầy sẽ lấy thêm code của bạn khác nữa. Rồi vừa rồi thầy có băng, có thuận nữa. Có thuận thì thầy thêm vào chưa nhỉ? Chưa đúng không? Hay là thầy có bài của Sơn này, có của Chu Minh ở thiếu bài của Thuận. Đặt thêm luôn bài của Thuận vào đây. Vui à? Thế thì nhanh lên. Rồi thì ta sẽ xem bài của Thuận. Bài của Thuận cũng chạy đây thì như đây là bài của Băng nhầm. Ở đâu rồi? Đây là bài của Thuận đây. Thầy gửi lại bài của Thuận ở trong nhóm để các bạn cùng xem. Để ta rồi bây giờ ta có bài của Thuận thì ta sẽ thực hiện công việc như sau. Ở đây bên đoạn này vẫn là đoạn của Băng. Cứ nhìn cái bài nào mà code sắp tăng một sắp tăng hai biết ngay của Thuận. Code của bạn Thuận thầy cũng đã vừa gửi ở trong nhóm Zalo và các bạn xem nhé, ta view luôn, xem luôn code, tí nữa chắc thầy paste code cho mọi người để tiện theo dõi. Bạn sử dụng danh sách kề. Rồi nhìn ở đây thì ta nhận thấy luôn là kiểu gì đi nữa, nhìn này tư tưởng của bạn là cũng sẽ đi tìm thằng lớn nhất, sau đó sẽ tính tổng rồi sau đó trừ đi kết quả áp dụng vé miễn phí vào cái đỉnh có trọng số lớn nhất, sau đó đưa kết quả ra. Đấy. Và cách cài đặt của bạn ở đây bạn sử dụng là danh sách kề. Đấy. Bên trên các bạn có thể để bạn cài đặt luôn cả cách bằng bằng ma trận kề. Đấy. Bạn cài đặt rất rõ ràng. Và cái ta đang cần cũng giống như các bạn khi các bạn được học ấy. Cái vấn đề không phải là thầy trò mình đang cố gắng giải quyết bài toán này. Cái của chúng ta đang học đó là cái cách tổ chức chương trình. Khi ta đã được giới thiệu một sắp tác, một sắp tác 2, sắp tác 3, các em phải cài đặt thành công được nó thì khi đó kỹ năng lập trình của chúng ta sẽ lên được. Khi thầy giới thiệu cái Prio2Q để lưu trữ dữ liệu thì ngay hôm sau các em phải cần phải cài đặt được nó luôn nhé. Ở cái các bài bên trên đã có các bạn sử dụng Prio2Q để lưu nghiệm rồi. Và bây giờ ta nhìn vào đấy, hóa ra nó dùng nó đơn giản như thế. Nó cũng giống như một cái quill thôi, cũng put vào pop ra lấy cái thằng ở trên top như các cái thằng khác. Rồi, đó là bài làm của Thuận. Thầy cần tìm thêm các bài có tính chất thêm nữa. Bài của Sơn thầy thêm rồi đúng không? Bài của Tất Thành, Minh Trung, của bạn Giang Thắng xem sao. Bạn Giang Thắng làm tương tự như vậy. Duyệt qua tất cả các đỉnh. Của bạn Giang Thắng làm cũng luôn tương tự giống như các bạn. Xem của bạn Quang Lâm này. Bạn Cần Lâm làm đúng sắp tác một của Thuận. Của Thuận đây. Bạn Thế Anh làm sao? Vẫn sử dụng danh sách kề rồi. Làm ta xem này. Bài làm của một máy của thầy, cái màn hình nó bé quá. Đây. Mình sẽ cạnh.
Ôi giời, bạn này cũng rất hay. Rồi ta xem ở trong lớp mình khi nãy có của bạn băng lên rồi. Cũng khá nhiều bạn làm cái bài này rồi. Để xem bạn anh hùng đứng bên làm nào, để dùng danh sách cạnh. Được rồi, như vậy các cái bài này thì chưa thấy có ai làm theo sử dụng Brown TQ để lưu vào. Em chị Thảo xem sao. Danh sách cạnh. Tìm một cái nhân tố nào đó mà có là cốt bát can này thôi, tiện thể dăm ba thêm cốt bát can vào cho mọi người tham khảo luôn, để có bạn nào đọc được cốt bát can cho nó ngầu thôi. Như vậy thầy trò mình đã xong được cái bài toán thứ nhất là bài toán vé miễn phí. Qua bài vé miễn phí này thì tất nhiên ở trong cái tư tưởng mình đề xuất ra ngay từ đầu thì vẫn chưa có bạn nào đạt được cái mục tiêu đề ra, đó là sử dụng một cái hàng đợi ưu tiên để lưu các nghiệm. Và thầy mong muốn là các bạn ở trong lớp mình, ở trường Sơn này, Minh này, còn Nga này, còn Dự này, còn Vũ Huy này, Chiến này, còn Luật này, còn Thuận này, và cả cô Nhung nữa, biết kết hợp cách sử dụng hàng đợi ưu tiên để ta thực hành với nó. Bởi vì thông thường khi mà thầy dạy ấy, nhiều bạn này về dạy học về hôm nay thầy sẽ dạy các em về hàng đợi, các bạn học xong mỗi hàng đợi không dùng đến nó, hôm sau học kiểu tập hợp, học xong các bài kiểu tập hợp xong cũng không dùng đến nó. Công cụ của C cộng cộng nó hơn hẳn các ngôn ngữ lập trình như trước đây ta dùng Pascal, là bởi nó có các cái cấu trúc dữ liệu để nó hỗ trợ cho ta giải quyết bài toán một cách chuyên nghiệp. Vì thế thì bắt đầu từ các em nào mà chưa làm cái bài toán này bằng hàng đợi ưu tiên thì các bạn thầy khuyến khích các bạn nên về nhà làm nó bằng hàng đợi ưu tiên nhé. Rồi đó là với bài hàng đợi rồi. Bây giờ thầy trò mình tiếp tục sang bài tập kế tiếp của bài C cầu 2. Nó sau khi thầy phút cốt rồi về nó là trang 167. Bài nó là bài DFSDG2. Mọi người tìm ở trong máy của mình cái bài này. Đấy, tìm trên file cho nó nhanh. Rồi, ta sang bài kế tiếp các bạn nhé. Trước khi sang bài kế tiếp thì kiểm tra giờ hệ thống rồi còn thoải mái. Rồi, hôm nay ta sang tiếp cái bài thứ hai, bài C cầu. Nhìn qua cái test đề bài là như thế này. Ta gồm cho N đỉnh, M cạnh và có kế hoạch xây các cái cầu. Đấy. Các cái cầu gồm có là 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ ta nhận thấy như thế này. Ta nhận thấy rằng là trong cái quá trình ta xây cầu ấy thì ta lần lượt nối các cái đỉnh với nhau. Thì rõ ràng trong cái quá trình ví dụ như các bạn nhìn ở trên hình như trên. Bây giờ thầy nối thằng 6 với thằng 7. Đấy, nối thằng 3 với thằng 8, thằng 3 với thằng 8, thằng 3 với thằng 9, rồi thằng 4 với thằng 10. Đấy. Vậy khi mà thầy vừa nối với thằng 4 với thằng 10 xong rồi ấy, thì tới thời điểm này thì các vùng liên thông nó đã, các đỉnh trong đồ thị đã tạo thành một vùng liên thông rồi.
Và khi đó thì ta nhận thấy rằng là cái cầu 30 này không nhất thiết phải xây. Đấy. Nên người ta mới hỏi là ta cần phải xây dựng tối thiểu bao nhiêu cầu? À, cái đấy thầy xây thế nào mà thầy 6 với 7 này, 7 với 8. À, họ nối chỗ này thầy clear lại phát nhé. À, bây giờ ta nối thằng 6 với thằng 7 này, thằng 7 với thằng 8 này, sau đó thằng 3 với thằng 8 này, đấy. Sau đó thằng 3 với thằng 9 này, đấy. Như vậy thì ta nhận thấy rằng khi nối đến thằng 3 với thằng 9 là các cầu, các vùng liên thông ta chỉ xây 4 cái cầu này thôi, thì tất cả các đỉnh trong vùng liên thông này có thể đi đến được với nhau. Vậy thì nhìn trên đây thì ta nhận thấy rằng là nếu bài này ta tổ chức, ta sử dụng thằng Visual Set để xây dựng đồ thị, thì khi đó ta nhận thấy rằng thì các cái vùng liên thông nó được nối với nhau thành một cục. Và cái quá trình khi ta nối vào thì ta cũng sử dụng một cái biến trung gian để lưu số đỉnh trong vùng, trong cụm đấy. Nếu thầy gọi cha của một đỉnh thì số con của cái đỉnh cha đó chính là trọng số của nút đấy. Thì khi ta sử dụng Visual Set, nếu trọng số con của một nút mà bằng số lượng đỉnh trên đồ thị thì chứng tỏ nó đã tạo thành một vùng liên thông, thì khi đó ta có thể dừng lại. Như vậy thì theo khuyến cáo thì ở cái bài toán này, bạn trả lời lý để điều chỉnh cái này. Này, nó sang bài xây cầu hôm nay có khả năng là thầy trò mình sẽ tua được khá nhiều đấy. Ở bài xây cầu DF Bringer 2 thì chúng ta cũng sẽ áp dụng theo đúng tư tưởng. À, đang có tư tưởng như sau. À, bây giờ thì thực tế thì cái việc sử dụng Visual Set cho cái bài toán này nó sẽ là phù hợp hơn. Nên ta sẽ sử dụng Visual Set để xây dựng cho đồ thị này. Bước đầu tiên ta đọc dữ liệu và xây dựng đồ thị. Được nhé. À, với đồ thị cơ bản là ta sẽ xây dựng hết các cái cạnh này tới đây. Ta có N đỉnh M cạnh. Sau đó bây giờ ta sẽ có thực hiện là có K cái cầu cần xây. Người ta hỏi rằng là trong quá trình xây lần lượt các cái cầu này thì xây đến bao giờ thì nó tạo thành một vùng liên thông. Và người ta hỏi là số lượng cầu cần xây tối thiểu theo thứ tự này là bao nhiêu. Đấy. Vậy thì cái bài toán này thì ngược bài toán này, nó có một cái bài toán là bạn được phép xóa một, xóa các cạnh theo thứ tự sau đây, hay xóa sao cho số lượng đỉnh ở các vùng liên thông là bằng nhau. Đấy. Có một cái bài ngược của bài toán xây cầu là bài toán xóa cạnh. Cái bài xóa cạnh hình như thế chưa đưa vào đây. Vậy thì ở cái bài toán này thì ta nên sử dụng cấu trúc dữ liệu Visual Set để thực hiện xây dựng các cái thành phần trong vùng liên thông. Trong đó ta sử dụng một cái mảng để lưu số con trong vùng liên thông đấy. Thì trong cái quá trình mà mình put một, khi mình nối một cầu nào vào thì mình, theo tư tưởng của thằng Visual Set, ta sẽ nối với, tìm cái thằng cha trên nhất của nó để ta nối nó vào. Và khi mà ta nối nó vào thì ta cập nhật lại số đỉnh của cái gốc sẽ bằng là đỉnh trước đó cộng với cái đỉnh cái cây ta vừa nối vào. Vậy thì ta sẽ thực hiện theo đúng như vậy. Nếu mà ở chỗ này ta chưa sử dụng Visual Set thì ta sẽ sử dụng theo đúng tư tưởng đồ thị. Ta sẽ thực hiện duyệt từ 1 cho tới K và thực hiện cái công việc bài toán. Ta xin vào một cặp số UV. Đấy. Và khi xây vào một cặp số UV thì ta sẽ thực hiện xây dựng cạnh. Cạnh UV. Bạn nào sử dụng danh sách kề thì ta có là V.putback bằng U và U.putback bằng V. Đấy. Để ta xây dựng được cái cạnh UV. Bạn nào sử dụng ma trận kề thì AUV bằng 1, AVU bằng 1. Sau khi xây dựng cạnh này xong thì các bạn lại phải làm một cái việc, đó là công việc rất chi là chán.
việc đếm số lượng vùng liên thông. Đấy, thầy lưu vào đây, vào D chẳng hạn. Khi khi đó nếu thằng D của mình mà bằng 1 thì ta thực hiện gắn cái đến kết quả bằng thằng Y. Trong đó khi ta xây dựng đến cạnh thứ Y thì ta thu được số lượng vùng liên thông, từ đó Y sẽ là số lượng cầu cần xây. Vậy sau đó ta đưa thằng Z ra. Làm như thế này thì các bạn nhận thấy công việc của thầy trò mình quá chi là vất vả. Bởi vì cứ mỗi lần ta xây dựng cạnh, ta lại phải duyệt lại đếm lại vùng liên thông. Và ta nhận thấy như thế này, khi các bạn đi đếm số lượng vùng liên thông của một đỉnh, đếm xong thì tất cả các đỉnh ở trong các vùng liên thông nó lại bị đánh dấu rồi. Do đó ta sẽ lại phải thực hiện công việc khởi tạo lại. Ta khởi tạo tất cả các đỉnh là free. Khi ta khởi tạo tất cả các đỉnh là free, ta khởi tạo tất cả các đỉnh bằng free. Khi đó ta sẽ duyệt qua tất cả các đỉnh lân cận, ta lần lượt xây dựng các cạnh. Sau khi xây dựng xong các cạnh, ta lại để DFS đếm số lượng vùng liên thông. Nếu số lượng vùng liên thông mà bằng 1 thì ta khởi tạo Z. Còn ngược lại, ta lại xây dựng tiếp các cạnh, thì ta nhận thấy rằng chi phí này quá lớn. Việc gọi giải thuật đếm số lượng vùng liên thông liên tiếp. Thức ăn cho cá. Chiều nay có câu cá mất. Được, một câu con. Sao được con sò mà? Ta tiếp tục các bạn nhé. Vậy thì với cái tư tưởng như trên thì ta thấy rằng chi phí của mình quá lớn. Cứ bởi vì mỗi lần ta xây cái dựng cạnh ta lại phải DFS lại một lần. Vậy thì cái cách này đấy. Yeah, đi xem các bạn đánh nhau không? Vậy thì với sắp tác 2 thì ta nhận thấy như thế này, ta nên sử dụng ban đầu. Đấy, thì sau khi xây dựng đơn vị ban đầu xong thì thầy trò mình sẽ bắt đầu từ cái bước này. Ở cái bước này ấy, thì ở cái bước kia thì sau khi thực hiện với mỗi cái cạnh K này thì ta đọc vào một cạnh UV, và việc xây dựng cạnh UV kế tiếp nữa thì ta cũng sẽ sử dụng laser set để xây dựng tiếp. Đấy. Và cái quá trình xây dựng tiếp này thì ta nhận thấy như thế này. Khi số con của đỉnh gốc mà bằng n, bởi vì ta có n đỉnh mà. Trong quá trình ta xây dựng đồ thị, nếu mà mình ghép hai cây lại với nhau thì số con của cái thằng rốt là thằng gốc nó sẽ bằng là số lượng con của cây gốc cộng với số lượng con của cái cây vừa ghép lại, nó cộng lại. Và đến khi trong cái quá trình ghép như thế thì nếu mà số lượng con của cái gốc mà bằng n thì điều đó chứng tỏ rằng tất cả các đỉnh này nó đã là một vùng liên thông rồi. Đấy.
Vậy nếu số con của đỉnh gốc bằng n, thì ta sẽ thực hiện cái công việc là gắn z bằng y. Và trên thực tế ra rằng là khi nãy ta quên mất có một công việc quan trọng, sau khi gắn z bằng y xong thì ta break ra ngoài luôn. Cái việc break ra ngoài là thể hiện rằng a xây đến cầu này xong rồi, về liên hoan thôi. Đấy. Và ta đưa thằng z ra, z là cái số lượng cầu, ở đây ta cũng bổ sung thêm nhé. À, trong giờ học các bạn có thể là đang tập trung nghe giảng nhưng quên, chưa có đủ thời gian để code thì các em hãy cài đặt chương trình sau nhé. Được chưa? Rồi, như vậy thì trên đây là cái cách làm theo giải thuật theo cái sắp tác 2, là cả hai sắp tác của bên thầy cũng nên zoom lại có đủ bé. Thầy gửi lại cái này từ em nhé. À, trong cái quá trình mình cài đặt thì ta có thể tinh chỉnh để cho nó giải thuật đúng hơn. Nhưng với cái mô hình và tư tưởng của giải thuật như trên thì các em hoàn toàn có thể giải quyết được cái bài toán một cách nhanh nhất. Tắt nút ra các ứng dụng và cho nghe. Rồi bây giờ ta sẽ sang chuyên mục góc tìm đồ. Vừa rồi quên mất chưa sửa lại là đi đó ds bring nhé. Đó là bài ds bring nhé. Đây về các bạn xem giúp thầy cái bài này để đấy trước trên đường chờ thầy vừa đọc là tin nhắn ai vừa gọi cái gì. Rồi ta sẽ tiếp tục nhé. Rồi ta sẽ xem bài DF Bringer. Rồi ta xem hiện tại đã có bạn Thuận, bạn Sơn, có bạn Giang Thắng. Ta xem lưu trong lịch sử đọc bài có Minh Chu, Thế Anh. Rồi ta sẽ lấy từ trên xuống dưới nhé. Thuận đang bị sai à? Rồi ok. Để thầy xem các bạn khác. Rồi Sơn. Sơn làm là đếm số lượng vùng liên thông trừ 1 à? Không chính xác. Sơn chứng minh luôn là nó là số lượng vùng liên thông trừ 1 là chưa chính xác. Vì bạn đọc dữ liệu đang là chưa, Sơn cũng chưa phải nhé. Ta xem Minh Chu nào. Rồi ok, ta sẽ sang cái giải thuật đầu tiên của Minh Chu. Với cái ý tưởng đề xuất theo tác 1, tác 2 như trên thì các em có hai cách để làm. Cách thứ nhất đó là ta làm theo của Minh Chu và Chu Minh. Quên lại thể bằng Minh Chu. Đấy. Với cái cách của bạn vừa làm thì các bạn nhận thấy như sau. Để chuyển tên code vào đây. Ta sẽ thực hiện cái công việc bước 1 xây dựng đồ thể đồ thị
Bước thứ hai, bạn duyệt qua tất cả các cạnh đang xây dựng đồ thị bình thường. Sau đó bạn thực hiện như sau. Cứ với mỗi bộ số UV, bạn sẽ thực hiện xây dựng đồ cạnh UV đấy. Sau đó thực hiện đi đếm, khởi tạo lại mảng này và đi đếm số vùng liên thông. Nếu biến đếm bằng 1 thì bạn dừng lại và sau đó lại xây dựng cạnh kế tiếp. Đến xây dựng đến khi nào mà biến đếm bằng 1 thì dừng rồi. Sau đó bạn thu C là đây, bạn đếm đi. Bạn đếm đây để cũng được. Bạn đếm và để sau đó C là kết quả của bài toán. Đúng theo tinh thần của chúng ta. Đó là tài DFS. Ít nhất là gọi giải thuật đếm vùng liên thông ít nhất là K lần. Nhiều nhất là K lần. Rồi, cảm ơn Trung Minh đã tài trợ chương trình này. Rồi, chúng ta sẽ các bạn chờ thầy tí nhé. Lẻ tách riêng, chẵn tách riêng, sau đó là tìm kiếm cái vị trí lẻ sinh chẵn. Rồi ta cùng tìm tiếp có ai đây nhỉ? Có Giang Thắng. Đến số vùng liên thông. Mỗi lần xây dựng cảnh. Những tư tưởng này có đúng không? Thắng vẫn bây giờ cần tìm bài tốt hơn. Có bạn nào còn Đỗ Thắng, Chu Thế Anh, còn bạn nào nữa nhỉ? Sơn à? Sơn khi nãy bảo là số lượng vùng liên thông trừ một là chưa đúng Sơn nhé. Cái đấy cái bài của anh Đức xem sao. Sao hình như 500 anh em đều thích DFS thế nhỉ? Không có ai sử dụng. Xin mình đọc không sao. Chưa thấy anh nào, anh em nào dùng cấu trúc dữ liệu vào đây cả. Ai chả. Thầy buồn thế lắm. Vũ Huy à, cái nó mà nó không đúng á, à, buồn rồi. Buồn Vũ Huy. Lấy lại tạo cái cốt kia dùng danh sách cạnh, à ma trận kề. Cốt này dùng danh sách cạnh, nó khác nhau. Cốt này thầy vừa mở của ai đây nhỉ? Cốt này là của chị Thảo. Chị Thảo này là chuyên toàn team K24. Rồi, Vũ Huy ơi, để khi nào thầy trả lời riêng nhé. Rồi, chị Thảo sử dụng ma trận kề. Thầy đang hy vọng là có một cái code của ai đó làm nó xịn sò hơn một tí.
À, bỏ cốt con can à? Buồn quá. Để tìm đâu ra bây giờ. Nhân là đi chơi xét nhỉ. Rồi, để thầy tìm ở trong cái thư mục gốc của thầy xem. Quyển này gọi là quyển B mấy thần trưởng. Trời ơi, cô Ca Ca. À, thì rồi có cô đi giới xét nhưng mà đây 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 mày quá mà sao lại phải ảnh thế này à, thầy gửi các bạn là cô đi giới xét nhé, mày quá cho mày có đi rồi. À, lần trước thầy viết sách thì thầy cẩn thận thầy chụp ảnh lại để cho mọi người có thời gian cốt lại nó. Rồi cốt nó cũng khá rõ ràng như thế này. Khi sử dụng là đi rơi xét đến hai cái cây nào đó thì trong quá trình mình nối cây này với cây kia thì số đỉnh của cái cây trong vùng liên thông đấy nó sẽ bằng số đỉnh cũ của nó cộng thêm số đỉnh của cái cây vừa nối. Đấy. Và cái quá trình gồm các đỉnh theo tinh thần của đi rơi xét này sẽ thu được một cái cây, mà khi mà cái cây này mà có số lượng đỉnh mà bằng n thì chứng tỏ tất cả các đối tượng đó đã nằm trong một vùng liên thông nhé. Và thầy tiện thể đây là các bạn làm mà nộp bài này lại chúng thầy nhé, mày quá thế nào tìm vẫn thấy nhé được cái này. Hay đấy, ta đã xong cái bài này. Rồi như vậy vừa rồi thì thầy đã dưới có đề cập đến hai cái giải thuật để cái giải quyết cái bài toán duyệt đồ thị theo chiều sâu để thực hiện đếm số lượng vùng liên thông và cái việc đếm số lượng vùng liên thông này bị gọi nhiều lần. Đấy. Và khi đó ta sử dụng cấu trúc dữ liệu vào thì chi phí của giải thuật nó giảm đi đáng kể. Đấy. Từ mời từ khoảng tầm ON bình thì nó giảm xuống còn OM cộng N. Chi phí quá rẻ. Nào. Ừ, chúng ta tiếp tục nhé. Còn là chúng ta vẫn còn thời gian để làm tiếp cái nội dung thôi. Ai đây? Rồi ta tiếp tục nhé. Bây giờ ta sẽ sang tiếp bài kế tiếp. Hôm nay ta còn có mấy bài nữa thôi. Ta cố gắng đánh nhanh sang phần nội dung kế tiếp. Tôi gửi lên đó hả? Không cần đâu. Cái này nó không có định danh cá nhân ở đây.
Không, cứ để lên mai nó ra công an phường nó hỏi trong ngày. Bởi vì trong đấy nó chắc có. Rồi, cả nhà ơi, ta tiếp tục nhé. Như vậy, qua bài DFS Bringer vừa rồi, ta nhận thấy rằng việc sử dụng cấu trúc dữ liệu đối với các bài toán đồ thị là công việc bắt buộc để tối ưu bài toán. Ví dụ như với bài toán này, thì nếu ta không sử dụng cấu trúc dữ liệu vào, thì cái việc đếm số lượng vùng liên thông rất nhiều lần, thì nó chi phí nó quá cao, và ta sẽ không full điểm được của cái bài đồ thị này nhé. Rồi, ta sang kế tiếp. Đó là các bài toán đồ thị có hướng, bài DFS Orient. So với các bài toán khác thì nó cũng không có gì nhiều. Tuy nhiên thì về thuật toán thì nó tương tự như nhau, nhưng nó chỉ khác nhau cho cái công việc xây dựng đồ thị. Đó là việc xây dựng danh sách kề hoặc là ma trận kề của đồ thị nó có khác nhau. Trong đồ thị thì với các bài tập về đồ thị thì nó sẽ luôn chia ra thành là đồ thị có hướng hay là đồ thị vô hướng nhé. Đồ thị có hướng hay đồ thị vô hướng. Ở sao cái đồ thị này tự nhiên thầy thấy thầy vẽ đẹp thế nhỉ, chẳng bù vô cái đồ thị kia. Rồi ta quan sát như sau. Cho một cái đồ thị có hướng, cạnh UV thể hiện đường đi từ U đến V. Ta lưu ý trong trên bài tập nào mà người ta quy định đường đi thì đó gọi là đồ thị có hướng. Nếu người ta không quy định đường đi thì nó là đồ thị vô hướng. Hoặc là người ta bảo ta được phép đi từ U đến V và từ V về U, nó cũng là đồ thị có hướng nhé. Rồi thì bây giờ thì ta nhận thấy trong một cái đồ thị có hướng gồm có N đỉnh, M cạnh, hãy liệt kê tất cả các đường đi được từ đỉnh S. Đấy. Bây giờ thầy nhận thấy rằng là trên đồ thị này, nếu mà thầy đang đứng ở đỉnh 2 thì thầy sẽ đi đến được đỉnh 1, đỉnh 5, đỉnh 1, đỉnh 10, đỉnh 6. Đấy. Thì thầy thu được tất cả các đường đi. Cái bài này thì nếu mà mọi người nhìn quan sát rằng nó y như bài DFSC, bài liệt D, liệt kê tất cả các đường đi từ một đỉnh S. Đấy. Liệt kê được tất cả từ đỉnh S. Đấy. Rồi, thầy đang mất tập trung quá, vợ thầy uống thuốc với trẻ theo. Mất tập trung quá, mấy cái chai không mũi mà. Trong khi mình đang làm nghiên cứu khoa học thì lại suốt ngày phun thuốc muối. Và ta quay trở lại tiếp. Vậy thì với cái bài toán này thì mà mọi người nhận thấy ngay được rằng ồ, hóa ra bài toán này là bài toán chính là bài DFSC, liệt kê tất cả các đường đi từ đỉnh S. Đấy. Và cái tư tưởng về liệt kê các đường đi DFSC thì ta quay trở lại bài toán đây. Liệt kê bài toán DFSC của mình đây. Cho một cái đỉnh, cho một cái đồ thị, hãy liệt kê tất cả các đường đi từ đồ thị này đến. Đấy. Và bây giờ ta sẽ thực hiện bài toán như sau. Ta lấy ra tư tưởng thuật toán của đúng bài DFSC này. À, Vũ Huy lại tìm được cái gì rất hay à? Vũ Huy thấy cái gì thì gửi qua tin nhắn qua đây giúp thầy luôn và các bạn luôn. Thầy đang bị bực mình vì đang mất tập trung. Trong lúc thầy trò mình đang học và thầy thuốc với trẻ thang. Nhưng mà nói chung mình không dám bật các em ạ. Nóc nhà là phải có, nhà là phải có nóc. Chúng ta có bật thì bật chỗ khác, nhưng mà to lắm. Bí mật nhé.
Rồi, cái bài DFSJ này thì thầy trò mình sẽ thực hiện đúng theo mô hình của bài toán của chúng ta, là ta sẽ thực hiện là ta nhận xét rằng các cái đỉnh đến được đỉnh S là các cái đỉnh nằm trong vùng cùng vùng liên thông với thằng S. Ví dụ như với thằng 2 này, cái đỉnh mà đỉnh S có thể đi đến được là các chỉ là các đỉnh nằm trong vùng liên thông đó. Vậy thì ta sẽ thực hiện DFS và lưu đường đi từ đỉnh S đến các đỉnh còn lại. Và cứ mỗi lần đi như thế, ta sẽ truy vết để đưa cái đường đi đó ra. Tuy nhiên thì ta nhận thấy rằng sự khác nhau của bài cái giải thuật này với các giải thuật khác đó chính là cái việc các em xây dựng đồ thị. Đấy. So với có sự khác nhau với cái bài DFSJ là ở chỗ xây dựng đồ thị. Đấy. Và cái thủ tục duyệt DFS. Vì cái quá trình mà mình duyệt với mỗi đỉnh, ta duyệt qua cái đấy, chính xác như Vũ Huy vừa bảo, cái đồ thị này nó là đồ thị có hướng, nên cái việc xây dựng đồ thị của nó ta cũng sẽ, vì ta nhận thấy rằng nếu có cạnh 21, điều đó chứng tỏ có đường đi từ đỉnh 2 đến đỉnh 1, có đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 5, nhưng chưa chắc có đường đi cạnh là đường ngược lại. Vì thế khi xây dựng đồ thị, ta thêm danh đỉnh kề của một đỉnh thì ta lưu ý ta chỉ thêm theo các chiều từ trái sang phải như thế này nhé, tồn tại đường đi từ đây đến đây, từ đây đến đây và từ đây về đây. Đấy. Rồi, đây gọi là bài DFS Orient. Ở trong nhóm ta có bạn nào đã làm bài DFS Orient này chưa nhỉ? Đấy, ta chỉ cần cải tiến trong cái đoạn là ở với mỗi nó khác nhau ở chỗ là cái thủ tục xây dựng đồ thị với cạnh UV để quy định hướng từ U đến V và thủ tục duyệt đồ thị, đó là đỉnh đó có kề hay không. Bởi vì mình xây dựng khác nhau nên kề đỉnh kề của nó cũng sẽ là khác nhau. Rồi, bây giờ ta sẽ xem bài. Ở trong nhóm có bạn nào đã làm được bài DFS Orient nhỉ? Các bạn comment cho thầy số 1 nhé. Còn nếu không thì thầy sẽ phải sử dụng 500 công sức. Hiện tại thì thầy thấy Chu Minh đã nộp này, bạn Sơn đã nộp này, ai đây? Có bạn Thắng này, Chu Minh đây rồi. Để nên mấy bài ở trong thẻ bài làm. Rồi ta xem thẻ bài làm của Minh Chu nhé. Đầu tiên thầy sẽ gửi bài làm của Minh Chu vào đây để mọi người cùng quan sát. Chu Minh. Với giải thuật của Chu Minh thì ta sẽ bắt đầu quan sát rồi. Ta lần lượt đọc và xây dựng đồ thị. Bởi vì khi bạn xây dựng được một cạnh UV thì bạn chỉ xây mỗi UV chứ không xây VU. Ở đây bạn sử dụng ma trận kề để xây dựng. Khi đó bạn sẽ thực hiện DFS đỉnh S và khi đó bạn sẽ lưu được một cái bạn sử dụng thằng lưu này là cái thằng nào, thằng gì đây nhỉ? Biến lưu của bạn, bạn sử dụng một cái vector. Đấy. Chừng nào cái vector này, nếu vector này rỗng thì chứng tỏ rằng từ đỉnh S không đi đến được đâu cả. Nếu không thì ta có trừ một trường hợp trừ một không nhỉ? Nếu không đi được đâu thì không đi sang được đỉnh khác, đưa ra trừ một. Thực tế thì nếu mà trong quá trình mình DFS liệt kê các đường đi ấy, mà xuất phát từ đỉnh 2 thì cái trường hợp tệ nhất là cái thằng vùng liên thông này nó chứa mỗi cái đỉnh đó thôi. Tất nhiên thì theo giới hạn của đề bài thì ta để như thế này được. Vượt qua tất cả các đỉnh nằm trong vùng liên thông và ta sẽ thực hiện đi đến một đỉnh nào đó thì ta sẽ truy vết ngược lại để đưa đi được đường đi từ đỉnh S cho đến đỉnh đấy và đưa nó ra. Sau đó ta sẽ xeo đỉnh S ra. Ý tưởng rất rõ ràng và cài đặt rất rõ ràng. Ở trong nhóm Zalo thầy đã gửi tới các em nhé. Video bài giảng thì thầy sẽ up lên trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành của thầy. Và các bạn nhớ like, share, comment cật lực nhé. Bạn nào chưa like
có bao nhiêu tài khoản Google nhớ like giúp thầy kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Hôm nào cũng thấy góc quảng cáo. Rồi, cảm ơn chú Minh đã có một cái bài cài đặt rất rõ ràng. Ta cần thêm bài tập rõ ràng hơn nữa của bạn Sơn. Ta xem Sơn. Bạn Sơn là rất thích cực làm bài. Cũng giống như chú Minh duyệt qua các đồ thị DFS để các đỉnh vào, vượt qua tất cả các đỉnh lân cận, đưa đỉnh đó ra luôn, rất thực dụng, được thực dụng đúng không? Làm phát lôi ra luôn, đến thằng nào lôi nó ra luôn. Sau đó trong chương trình thủ tục xử lý mình gọi DFS 1S. Ở đây như hôm trước bạn nói đấy, là đây là cái số đỉnh mà trong cái vùng liên thông đó đang đi đến. Ý tưởng rất hay ở chỗ này. Hôm trước thầy đọc thầy nhầm là cứ tưởng đi từ đỉnh 1 nhưng hóa ra không phải. Và cảm ơn bạn Sơn, một cái trường phái cốt rất khác, rất hay. Thì xem bài làm của kế tiếp có Chu Minh của Sơn. Bài này của Chu Minh làm từ hôm học lớp KCB2 rồi nhỉ. Rồi có xem bài của bạn Giang Thắng nào. Đây, máy quá, có bạn làm vector. Xây dựng đồ thị đấy. Có tồn tại cái đường đi bạn sử dụng kề danh sách kề để chỉ xây dựng mỗi GX của Putback Y thôi, chứ không xây dựng GI Putback X nhé. Rồi tương tự như vậy, bạn đề vết với các giải thuật tương tự như trên. Để quên mất, thầy không gửi cái code này cho tới mọi người có thể lướt tham khảo luôn ở trong nhóm để xem cách bạn tổ chức như trên. Tí nữa thầy sẽ gửi lại cái file này. Nhưng tư tưởng của ta thì chưa thấy bạn nào có cái cách nào khác ngoài cái tư tưởng là đang dùng duyệt qua tất cả các đồ thị, cứ với mỗi đồ thị ta thực hiện cứ đến mỗi lần từ đỉnh đấy ta sẽ truy vết ngược lại. Anh Hùng Đức cũng làm như vậy. Xem bạn Thảo. Đây, bạn Thảo sử dụng Quill, đây một trong những cách làm rất hay, thầy gửi luôn. Bạn Thảo. Bạn này rất ấn tượng, một cô học sinh của thầy. Một cái học sinh bé bé. Ở đây bạn sử dụng một cái queue để lưu các cái đỉnh, sau đó bạn lấy các đỉnh trong queue đó ra nhé. Bạn sử dụng queue. Còn ở đây người ta sử dụng cái đợt queue, nó là hàng đợi hai đầu. Các bạn nhé. Được quy đồng đợi hai đầu. Thầy gửi thôi, thầy gửi trong nhóm Zalo. Các bạn được giới thiệu như hôm trước thầy nói quy thì nó gồm có quy này, được quy này, priority quy này, ta có ba cái nhé. Set thì ta có address set này, set này và multi set này. Đó là những cái mà ta thường xuyên dùng để lưu nghiệm nhé. Dùng để lưu nghiệm, và trong cái quá trình lưu nghiệm đấy thì việc trả về kết quả của nó là chi phí rất rẻ. Ở đây chị Thảo chỉ sử dụng cái đầu queue để lưu.
Rồi để xem, tìm xem có ai đó có code hay em nữa không. Và xem code của anh Quang xem sao. Rồi, anh Quang sử dụng vector. Ôi trời ơi, anh sọc sọc cái 1001 dòng ở trong code này. Bài này là của anh Phạm Nhật Quang, một trong những nhân tố rất sáng của đội tuyển tin của thầy. Đấy, năm vừa rồi anh đạt được giải ba cấp quốc gia. Thì anh tuyển thẳng vào đại học công nghệ, đại học quốc gia. Một trong những thành viên rất nhiệt tình của đội tuyển tin của thầy, và hy vọng các em cũng thế. Khi các bạn ở vào các đội tuyển tin của các đơn các trường, em hãy cố gắng học tập và chiến đấu hết mình, cống hiến hết mình nhé, để xây dựng được cái phong trào đội tuyển tin ở tỉnh mình nó lên một cái level mới. Thầy cóp lại cái cốt của anh Quang. Đây là một trong những cái code mà thực sự hay. À, rồi như vậy thì qua cái bài vừa rồi thì ta nhận thấy như thế này, và đối với những cái bài tập về đồ thị có hướng so với bài đồ thị vô hướng, nó khác nhau cơ bản cho cái việc là duyệt đồ thị là một, thứ hai là xây dựng đồ thị. Nó khác nhau ở chỗ xây dựng trước, sau đó nó khác nhau ở phần duyệt. Và tương tự như vậy, đối với ta còn có các cái bài phía sau là những bài bài 89, 90, 91, có lẽ chúng ta để dành buổi sau. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái bài tập đồ thị trông nó đẹp và hay như thế này. Đấy. Như vậy ta còn có 4 bài nữa, chắc là ở buổi sau thầy trò mình sẽ làm hết phần đồ thị này, và nếu mà kịp thời thì thầy trò mình sẽ sang phần về lập trình sâu nâng cao. Nhưng mà trước khi sang sâu nâng cao thì ta còn một số các cái dạng đồ thị khác nữa. Thì sao thầy sẽ đưa đến một số các cái lớp bài tập duyệt đồ thị, các bài tập thuật toán đồ thị khác nữa, bao gồm các giải thuật kinh điển trong khi học đồ thị. Rồi như vậy thì hôm nay thầy trò mình cũng đã kết thúc cái buổi học tại đây. Qua trong quá trình buổi học, thầy có sử dụng cốt bài làm của các bạn học sinh có làm theo các cái cách khác nhau rất hay. Hết buổi học thì nhiệm vụ của các em là phải làm lại các bài này để ta nắm nhuyễn được các cách làm khác nhau của bài toán. Và các em phải hình dung là sau này chúng ta sống tốt bởi nghề. Sống tốt bởi nghề tức là các em có năng lực lập trình, và đó là cái mục tiêu cuối cùng. Còn cái mục tiêu trước mắt của chúng ta đó là tham dự các kỳ thi, còn cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta đó chính là có kỹ năng lập trình. Vậy thì hôm nay thầy trò mình sẽ nghỉ đây, để bây giờ thầy gửi tới các em nội dung của file này. Các bạn sau khi học và các em lưu biên tập file này, các em nhớ chia sẻ đến thầy cô và các bạn ở trên lớp của mình để có một cái nguồn tài liệu học nhé. Rồi thầy cảm ơn các em. Thầy xin chào các em. Rồi, xin chào Trường Sơn, chào Trung Minh, Vũ Huy, Chiến và Luật và Thuận nhé. Cả cô Nhung khi đấy nữa. Thầy chào các em. Các em cố gắng nộp bài nhé. Server sẽ phục vụ các em chấm bài hết mình. Chào Huy, chào em.